Ví dụ như mình nằm mơ đi, mình nằm mơ mình thấy cái thằng đó là thằng ăn trộm. Tự nhiên không biết sao cái mình dựa vào một vài cái chứng cớ do mình tìm được, rồi mình tin thiệt luôn, mình tin thiệt luôn là thằng đó là thằng ăn trộm. Rồi mình tuyên bố, mình lên mạng, mình livestream, mình chia sẻ, mình tuyên bố thằng đó là thằng ăn trộm. Mà thật sự mình tin như vậy. Nhưng sự thật nó không phải là như vậy. Có nghĩa là mình không có ý lừa dối người ta, bởi vì mình tin đó là sự thật nha, mình tin đó là sự thật. Mình không có ý lừa người khác. Bởi vì sao? Bởi vì mình tin như vậy mà, mình tin như vậy mà. Nhưng mà nó không đúng. Thì trong trường hợp này mình không phạm giới nói dối, nhớ giùm nha, mình không phạm giới nói dối, nhưng mà không có nghĩa là không tạo nghiệp.